Xin được chào đón quý vị trở lại với buổi tham luận hôm nay về tướng pháp và tướng mệnh. Dạ, có vị nào cần đặt thêm câu hỏi không ạ? Xin mời tự nhiên. Dạ, xin mời chị. Dạ, cháu xin phép được có một câu hỏi lần thứ hai. Là cháu nghe chị Thanh Trúc nói, nãy giờ là chị nói về sắc đẹp của người phụ nữ mà không nói về người nam thì nó không có được quân bằng cho lắm. Cho nên cháu xin phép được hỏi một cái câu như thế này. Về nói về tướng mệnh á, thì trên cái gương mặt của con người, tức là nam lẫn nữ, thì cháu nghe nói là người ta chú trọng về cái cặp chân mày. Cặp chân mày đó là cặp chân mày tướng. Thì theo phong trào như cháu biết, cũng có người là theo phong trào là đi sửa sắc đẹp thì thường hay là xăm chân mày. Kể cả người nam, cháu thấy người đàn ông họ cũng đi xăm chân mày. Và có người nói là khi cặp chân mày thì không có rộng thì người ta đi xăm thêm để cho nó có cái tướng. Còn có người thì không có thì nó mất cái tướng đi. Thì trong cái cuộc đời của người ta, họ gặp nhiều cái sự lận đận thì người ta nói là vì cái cặp chân mày nó không có được nét cho nên cần phải đi xăm lên cho nó có cái nét. Thì cháu không biết cái đó có phải là, thì có người sau khi xăm thì người ta nói là ồ, dạo này mình xăm xong thì người nhìn thấy cái mặt có cái nét, có cái tướng lắm đó, thì trông dạo này như thế nào, khá là nhiều. Thì cái đó có thật không ạ? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nói về người đàn ông thì người đàn ông thường thường cặp chân mày nó rộng thì thấy người đó có một cái tướng pháp, cái tướng mạnh, người ta làm lớn, người ta có cái địa vị trong xã hội, người ta rất là thông minh. Nhưng mà cháu biết một người này rất là giỏi và rất là thông minh, và tiếng tăm thì cũng có, nhưng chân mày người đàn ông không được rộng ràng, rất là mỏng manh, hầu như là không có. Thì tại sao người ta cuộc đời người ta vẫn tiến thăng dễ dàng như vậy? Thì xin giáo sư cho cháu biết câu hỏi đó, câu hỏi thứ hai, và sau cái trả lời cháu xin kính chúc giáo sư được nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô. Tóc đối với người đàn ông, người đàn bà, tóc hay lông mày, đối với người đàn ông tóc, lông mày và râu nó giống như là cây cối so với nhà, nó phải cân đối. Cây nhiều quá mà nhà nhỏ thì không thấy nhà đâu cả, cho nên nó phải có cân đối. Người đàn bà cái lông mày nó ngoài ý nghĩa về tướng số ra, tướng pháp ra, nó còn có ý nghĩa về thẩm mỹ. Người đàn bà nếu mà có cái lông mày ở trong tướng, chúng tôi gọi là lông mày sư, tức là nó cong tròn như thế này, nó úp trên cái mắt thì không cần biết tướng mà nhìn mình cũng thấy khó chịu, là vì nó làm cho cái mắt nó thay đổi cái hình đi. Là vì cái lông mày tròn nó làm cho người ta chú ý nhiều, thì thực ra người ta không chú ý tới cái mắt nữa. Cho nên cái lông mày tròn nó làm cho cái thẩm mỹ, về thẩm mỹ nó xấu đi, về tướng nó xấu rồi nhưng về thẩm mỹ nó cũng xấu. Thì có quyền sửa lại cho nó ngay ngắn, cho nó cái đuôi nó vậy, nó ra ngoài một chút xíu. Nhưng mà đàn bà thì coi cái lông mày là thẩm mỹ, nhưng mà đàn ông mà đi sửa thì làm quái thai. Đàn ông mà nó, mình quen với cái đàn ông nào mà sắp sửa lấy nó mà nó kéo đến tiệm thẩm mỹ nó sửa lông mày tôi nghĩ là không, gọi là không nên, không nên thế nào cả, vì cái thằng đó tâm tính nó quái thai. Nhưng mà thưa giáo sư, hình như theo như chị muốn hiểu đó, cái lông mày của người đàn ông đó, dạ vâng, cái lông mày, cái lông mày, cái ý nghĩa của nó là về công danh, nó nghĩa về công danh, về quyền lực, dạ, về thẩm mỹ, về chồng, về anh em, nó nhiều ý nghĩa lắm. Một cái lông mày mà nó mạnh, cái thế nó mạnh, cái lông mày nó xanh tươi thì cái người đó họ có nội lực rất tốt. Cái người tranh đấu mà không có lông mày trơ trọi thì cái người tranh đấu đó không có nghị lực. Cái lông mày nói lên cái nghị lực của cái người đó. Vì thế người ta vẫn thích người đàn ông có lông mày chữ bát. Người chữ bát là nó mạnh, các tướng trong quân đội phần lớn là có lông mày chữ bát. Những cái lông mày nó bị cụt, nó chỉ có phần đầu mà nó không có phần đuôi thì nó gọi là trung niên bất hạnh, tức là những người đó nửa chừng là gãy gánh về công danh, gãy gánh về vợ chồng. Thành thử ra lúc này nó rất là nhiều ý nghĩa.
thì những người đàn bà vậy, châm vậy, châm lông mày vậy, châm lông mày phải làm sao để phải căn theo cái hình mắt mà châm, chứ không phải cứ dài cứ cong cứ vuốt lên là đẹp, là vì tóc nó phải đi với lông mày, tóc nó phải đi lông mày, lông tóc rậm mà lông mày nhạt quá kẻ như là đường chỉ đấy thì trông cái mặt nó chơi chẽn ra, rồi cái cây cối nó làm cho cái kiến trúc nó đẹp hay không đẹp lên, thì cái lông mày với cái tóc nó làm cho người đàn bà đẹp lên hay không đẹp lên. Nhưng mà nhớ là đàn ông đừng để cho nó châm lông mày. Dạ vâng, thế thì thưa giáo sư, cái người đàn ông mặc chữ điền và người ta diễn tả một người đàn ông, nhìn cái thần sắc của người đó, người ta nói là hàm én, mày ngài. Dạ vâng, thì người đàn ông khuôn mặt chữ điền có phải là một người đàn ông cương trực, quắc thước hơn là người đàn ông mặt trái xoan? Mặt người đàn ông mặt vuông nó chỉ có nghĩa là một người mà cuộc đời nó không có bình thản, không có bình lặng như là mặt hồ. Một người đời phải tranh đấu, nhưng nó không có nói lên là người đó là anh hùng cái thế hay là không anh hùng cái thế. Tại vì có những mặt mặt vuông mà nó phèn phẹt, nó phẳng lì, cái thằng nó phù thịnh lắm, chả có tí gì gọi là anh hùng cái thế cả. Hay là nó mặt vuông mà mắt nó mắt mài, da trắng mắt mài mặt vuông thì nó là anh hùng cái thế. Nhưng mà nếu mà nó thêm cái mặt chặt, tức là cái mắt mắt mũi mồm nó ruồng vào một chỗ, thì thằng đó nó giết bạn để cướp công. Dạ vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi sau cùng là đức năng thắng số là điều ông bà hay nói. Đức năng thắng số, cho nên cha mẹ chỉ muốn tích đức cho con. Và có một cái nữa là xưa nay nhân định thắng thiên cũng thường, nếu mà mình đã có cái tướng số như vậy. Dạ thưa, đó là câu hỏi cuối của thánh trúc. Tướng, tướng diện hay là tướng người, nhân tướng, cái căn bản của nó là cái tâm. Có cái tâm tốt thì mình không sợ tướng mình xấu, tướng xấu nó sẽ thành tướng tốt. Mà tâm xấu thì mình đừng có tưởng là mình ăn được cái tướng tốt, là vì có tốt cho nữa nó sẽ thành xấu. Tại vì cái tâm của con người ta nó thay đổi cái tướng rất nhiều. Vì thế mà tôi trả lời một khán giả lúc nãy là mình nhìn một người mình có thể biết ngay cái người đó là gian hay không gian, người đó sẽ khá hay không khá bằng cách là nhìn cái vào cái mắt họ. Một cái người mà có tâm tốt mình nhìn cái mắt, cái ánh mắt nó ra nó hiền từ, nó có đạo đạo hạnh rõ ràng. Mà cái người mà nhìn vào cái mắt mình thấy nó gian manh, không như là cái hình mắt mà cái thần mắt thôi. Mình nhìn với người không học tướng thì cái thần mắt quan trọng hơn là cái hình mắt. Rồi họ thấy liền, gặp một người họ thấy liền. Mình nhìn vào cái mắt con hổ nó khác, mình nhìn vào mắt con chó nó khác, và mình con chó nó nhìn người lạ nó khác, nhìn người thân nó khác. Cái thần cái con mắt nó bộc lộ cái tâm trạng của nó ở trong lòng nó thế nào, nó hiện ra thế. Thì cho một người vui một người buồn mình thấy ngay, nhìn trên mắt là mình thấy liền. Dạ vâng, thưa giáo sư Trần Quang Quyến, Thánh Trúc biết rằng là nếu mà nói chuyện về tướng pháp tướng mệnh với ông thì có thể nói mãi mà không dứt được, bởi vì có quá nhiều điều để mà giải thích, như ông giải thích cái tướng pháp và tướng mệnh đưa vào đời thường. Dạ, như những lần nói chuyện này, một lần nữa Thánh Trúc xin trân trọng cảm ơn thời giờ của giáo sư Trần Quang Quyến, và Thánh Trúc cũng trân trọng cảm ơn thời giờ của quý vị đã đến đây và đã đặt nhiều câu hỏi. Mong rằng quý vị hài lòng với những chương trình này và mong được tái ngộ quý vị sớm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.